Thôi để con phụ dì nha. Để dì làm cho. Từ để vợ con làm. Cái này mình bưng vô luôn hả dì? Con có điện thoại. À sao? Dạ. Có chuyện gì vậy anh? Bây giờ mình phải đi gấp rồi. Đang Thanh uống thuốc tự tử. Có phải có sao không? Anh không biết. Anh không ngủ được hả? Anh đang rất sợ. Sợ gì? Anh sợ anh không tìm ra được hung thủ để giết ba và Minh Hoàng. Anh sợ tất cả những gì mình làm đều trở nên vô nghĩa. Yên tâm đi. Em tin anh sẽ vượt qua được trở ngại mà. Cảm ơn em. Mày ngủ thôi anh. Em ngủ ngon. Ông chồng đâu rồi mẹ? Có chuyện gì vậy con? Ông chồng yêu quý của mẹ đâu? Chuyện gì bình tĩnh nói cho mẹ nghe. Tại sao giờ này ông chưa về? Mẹ nói là bình tĩnh lại nói. Con hỏi mẹ tại sao ông chưa về? Con anh nói chuyện gì vậy? Hồ đồ. Hả? Mẹ biết con không chấp nhận cuộc hôn nhân của mẹ, nhưng mà dượng của con như là ba vậy đó. Mà sau khi ông này ông kia ông nọ, ổng không phải là ba của con. Chính ổng là người đã chia cắt con và ba đó. Anh Hoàng à, con nói cái kiểu gì vậy? Con quên rồi sao? Con có nhớ là cái năm đó mẹ con mình đến thăm chỗ ba con mất, lúc đi qua đường để lên xe về, nếu như mà không có dượng cứu con thì xe đã tông con chết rồi. Mặt trời mùa đông, 20 giờ thứ 6 thứ 7 hàng tuần đang phát sóng trên ứng dụng VOON.